Xin trân trọng kính chào quý đại tớ Chúa, quý con bác Chúa có mặt trong thời giờ thờ phượng Chúa sáng 25. Chúng ta biết rằng mùa Giáng sinh là mùa của tình yêu, mùa của niềm vui, niềm của phước hạnh. Xin Chúa ở cùng và ban phước để chúng ta cũng có một mùa Giáng sinh thật sự đầy ý nghĩa, khi trong lòng của chúng ta có Con Thánh Emmanuel. Kính thưa Hội Thánh, Emmanuel là một trong những danh hiệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Và danh hiệu này có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tiên tri Sai đã nói tiên tri về sự ra đời của Chúa Giê-xu, và sự ứng nghiệm đó đã xảy ra 700 năm sau. Chúng ta thấy rằng không có một người nào có thể nói trước sự ra đời của một con người mà nó xảy ra đúng với những điều mà người ta nói trước. Chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được tiên báo trước và đã được ứng nghiệm đúng với lời mà tiên tri Ê-sai đã nói. Hy vọng rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm được Emmanuel trong đời sống của mình, để mỗi một con cái của Chúa sẽ nhận được những điều kỳ diệu phước hạnh từ nơi Con Thánh Emmanuel. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì chúng ta sẽ không còn cô đơn. Kính thưa Hội Thánh, một trong những điều mà con người hiện tại đang sống đang sợ đó là sự cô đơn. Bởi vì khi con người cô đơn thì chúng ta thấy sẽ như thế nào? Khi một con người cô đơn, không có một người nào là bạn, thì con người sẽ sinh ra những bệnh tật. Và một trong những căn bệnh ngày hôm nay là bệnh trầm cảm và dẫn đến tự kỷ. Chúng ta thấy rằng thế giới chúng ta đang sống có nhiều người đang cô đơn trong đời sống của họ lắm. Và trong phân đoạn Kinh Thánh, trong Luca cũng thuyết phục lại về những gã chân chiên. Chúng ta biết rằng những gã chân chiên ngày xưa họ cũng sống trong những nỗi cô đơn, buồn chán, thất vọng. Bởi vì sao? Họ chỉ biết lo cho những con chiên thôi, không có một người bạn. Và cuộc sống của họ buồn lắm. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, họ được báo tin là Chúa Cứu Thế Giê-xu vừa Giáng sinh tại sao? Họ đi, họ tìm và họ gặp được Chúa Giê-xu trong đêm hôm đó. Và khi họ đi mà họ gặp được Chúa Giê-xu trong đêm ngày Giáng sinh thì như thế nào? Họ được thay đổi đời sống. Họ có một người bạn đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà con người cô đơn, con người trái trường thất vọng thì không ai có thể giúp đỡ cho họ. Và chính Chúa Giê-xu là một người bạn tốt nhất của chúng ta. Kinh Thánh trong Châm Ngôn 18 và 24: người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một người bạn chiếu mến hơn anh em ruột. Nhiều khi anh em ruột của mình không thể hiểu mình, không thể cảm thông với mình, nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài cảm thông, Ngài hiểu chúng ta hơn bất cứ một người nào khác. Nhưng mà có nhiều người không muốn làm bạn với Chúa Giê-xu. Họ đã tự nhiều giác sinh lắm, nhưng mà không bao giờ mời Chúa Giê-xu bước vào trong đời sống, nên họ tiếp tục sống trong sự cô đơn. Nhưng cũng có những người khi họ cảm thấy rằng đời sống của mình cô đơn, họ đã mời Chúa Giê-xu bước vào trong đời sống của mình thì họ rất là vui mừng. Vui mừng không phải vì mình đầy đủ giàu có, nhưng mà vui mừng vì có một người bạn rất là tốt, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta không còn bị phân cách với Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong Tin Mừng Nhất đoạn 2 câu thứ 5: vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Chúng ta biết rằng khi tổ tiên loài người phạm tội là Adam và Eva, thì con người bị phân cách với Đức Chúa Trời, và tội lỗi giống như một đám mây đen che khuất con người với Đức Chúa Trời.
Tại sao khi con người phạm tội thì con người bị phân cách với Đức Chúa Trời? Bởi vì Đức Chúa Trời là một đấng thánh khiết, Ngài không thể nào chấp nhận tội lỗi. Nhưng mà chúng ta không thể nào đến với đấng thánh khiết bằng con người tội lỗi. Vì vậy, để xóa sự ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời thì Chúa cứ với Giê-xu phải giáng sinh vào đời, và Ngài là chiếc cầu nối giữa con người với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái mặt tự giá đó là biểu tượng cho chiếc cầu nối. Cái chiều lớn của thập tự giá nói về khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu thì Ngài nối chúng ta lại với Đức Chúa Trời. Còn khi chúng ta không đến với Ngài thì có một đám mây tội lỗi nó che khuất chúng ta, làm chúng ta không thể nào đến với Đức Chúa Trời được. Vì vậy, sự chết của Chúa Giê-xu, sự giáng sinh của Ngài sẽ xóa đi mọi sự ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta ở trong Chúa cũng vậy, chúng ta cũng không có một sự ngăn cách nào, bởi vì chiều ngang của thập tự giá nó về một sự bình đẳng. Ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta có một sự bình đẳng, không phân biệt người này người kia, không phân biệt người già người nghèo hay người học thức hay không học thức. Tất cả trước mặt của Chúa Trời đều là những tội nhân, nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa tin nhận Ngài, tất cả đều là con của Ngài. Nên chúng ta phải thấy được sự giáng sinh của Chúa, Ngài xóa đi mọi ngăn cách. Chúng ta thấy khi mà con người không đến gần với nhau được, bởi sao? Bởi quốc gia này chiến tranh với quốc gia kia, người ta không thể nào tha thứ, người ta không thể nào sống trong hòa bình được. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngài xóa đi tất cả mọi trong thế chiến thứ hai, quân Anh và quân mà Đức đánh nhau, thì chúng ta biết rằng trong cái đêm 24-25 tất cả đều phải đình chiến để gì? Để cùng nhau dựng lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh. Chúng ta thấy rằng chỉ có sự giáng sinh của Chúa Giê-xu mới đem cho con người đến gần với nhau được. Còn nếu không có Chúa thì chúng ta thấy rằng con người không thể đến gần với nhau được. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì không ai nghịch với chúng ta được. Trong Roma đoạn 8 câu 21, câu 31, chúng ta biết rằng khi sống giữa thế gian này, chúng ta là một cơ đốc nhân, chúng ta sống đúng với lời của Chúa dạy, thì chúng ta thấy nhiều khi người thế gian không thích chúng ta. Và khi chúng ta sống giữa thế gian này, chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận thì người thế gian vẫn chấp nhận chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại ban ơn cho chúng ta, không ai có thể nghịch với chúng ta được. Quý con cái, chúng có nhớ hình ảnh của một Joseph không? Joseph sống ở trong gia đình thì sao? Joseph kính sợ Đức Chúa Trời, cái anh của Joseph không kính sợ Chúa. Và Đức Chúa Trời tả bài cho Joseph những cái chim bao. Và khi Joseph kể lại cho các em mình thì các anh của Joseph không có đồng ý với giấc mơ của Joseph kể cho mình. Rồi các anh tìm mọi cách để gì? Để chống trả rồi làm hại Joseph. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại làm ơn cho Joseph. Mặc dù Joseph bị các anh bắt, các anh bán Joseph, nhưng mà ở tại đây với con, Joseph được Đức Chúa Trời giúp đỡ. Nên nhiều khi các anh tưởng rằng mình chống mình với Joseph, mình làm hại Joseph như vậy thì Joseph nó sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại làm ơn thì sao? Chúng ta thấy rằng Joseph ở tại nhà Potiphar làm bất cứ công việc gì thì đều được thăng lương. Rồi khi Joseph ở trong tàu, Joseph làm công việc gì thì cũng được chủ một giao cho làm hết cai quản. Do đó chúng ta là con cái của Chúa. Khi Chúa ở với chúng ta thì không ai nghịch với chúng ta được. Nếu chúng ta đi trong đường lối của Chúa, chúng ta sống đúng với lời của Chúa dạy thì chắc chắn rằng Chúa sẽ ở cùng và giúp đỡ, không ai chống lại chúng ta được đâu. Điều thứ tư, Chúa Trời ở với chúng ta không hề run sợ, kinh hãi trước quyền thế của con người cũng như trước quyền lực của ma quỷ.
trong Giô-suê đoạn 1 câu 9, trước khi Giô-suê chuẩn bị tiến đánh vào đất hứa thì chúng ta thấy cái thành Jericho rồi những người ở tại cái vùng đất hứa đó họ cao lớn gần gàng, họ bự hơn những người này to đó. Còn dân Israel thì giống như những con cầm cao, không thể nào mà đánh ngã được những cái tường thành như vậy. Nhưng mà Chúa hứa với Giô-suê chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì ta lại xưa với Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Và khi Giô-suê thấy đức tin cậy lên Chúa thì sao? Ông cùng với Israel đã chiến đánh vào Jericho và đã chiến thắng. Nhiều khi chúng ta không có con mắt đức tin thì chúng ta thấy cái gì khó khăn, cái gì to lớn thì chúng ta không còn tin cậy Chúa, rồi chúng ta run sợ kinh hãi. Khi chúng ta không có con mắt đức tin nơi Đức Chúa Trời thì nhiều khi mà quỷ nó đến, nó hăm dọa chúng ta, nó đe dọa chúng ta, rồi chúng ta sợ hãi. Nhưng mà khi chúng ta lấy đức tin, chúng ta đến với Chúa, kêu cầu với Chúa, sống đúng với lời Chúa, thì ma quỷ nó sẽ sợ hãi, nó thối lui, nó không còn dám đến gần chúng ta được nữa. Chúng ta thấy khi mà Elise là một tiên tri của Đức Chúa Trời, Chúa cho ông có một cái ơn. Và khi mà vua Syri bàn kế để gì? Đánh Israel, thì từ Syria qua Israel cũng rất là xa. Ông có bàn kế để gì? Tiến đánh Israel, thì Elise ở bên này nghe hết những gì mà bên kia họ bàn. Và khi mà vua Syria biết được những cái cũng như là phá được hết tất cả những cái mưu kế của bên quân đội của mình thì sao? Ông nói là ở trong quân đội của mình có nội gián, nhưng mà có người nói ở bên kia có một tiên tri của Đức Chúa Trời là Elise nghe hết tất cả những gì mà vua bàn ở trong phòng ngủ của vua. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban cho tiên tri của ngài. Rồi bây giờ vua Syri đem quân để gì? Để bao vây, để bắt sống cho được Elise này. Nhưng mà Elise không có sợ. Elise biết rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng với anh, không có sợ. Nhưng mà đứa đầy tớ của Elise thì nó thức dậy, nó đi ra, nó thấy ô xung quanh quân của Syria quá đông, nó chạy vào nó báo với Elise. Elise nói con đừng sợ, bây giờ Elise cầu nguyện xin Chúa mở mắt cho đứa đầy tớ của ông, thấy được những người đang ở với ông đông hơn những quân đội này. Đức Chúa Trời nhận lời cầu xin của Elise và Đức Chúa Trời đã mở mắt cho đứa đầy tớ của Elise. Đứa đầy tớ của Elise thấy được những người đang ở cùng để bảo vệ Elise rất là đông, đó là những ngựa và xe bằng ngựa. Trong cái vui nhì đoạn 6 câu 15 đến 17, tôi tớ của Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đứng với thành. Người nói với Elise rằng, hỡi ôi, Chúa chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở bên chúng ta. Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng, Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt để tôi tới tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Elise. Chúng ta thấy rằng khi mình nhờ cậy Đức Chúa Trời, có đức tin nơi Đức Chúa Trời thì dù người ta đông, người ta mạnh, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng chúng ta, bảo vệ chúng ta, gìn giữ chúng ta. Elise không hề run sợ trước quân đội của Syria. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Sống giữa thế gian này, nhiều khi người thế gian hù dọa chúng ta không có sợ. Cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ở cùng với con, bảo vệ che chở con, thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ. Và kể cả ma quỷ cũng vậy. Khi nó đến nó hù dọa mình, cầu nguyện kêu cầu với Chúa,
nó sẽ sợ và thối lui. Phương cách để chúng ta được Ngài ở cùng, chúng ta hoàn thành thứ hai lớn. Phương cách để chúng ta được Ngài ở cùng, thứ nhất phải ăn năn tội và mời Chúa Giêsu ngự vào trong đời sống của mình. Phải ăn năn tội và mời Chúa Giêsu ngự vào trong đời sống của mình. Lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20: này ta đứng ngoài cửa mời đó, nếu ai nghe chúng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Chúa Giêsu đang đứng ngoài cửa lòng của chúng ta, Ngài đang gõ từng cái tấm lòng của chúng ta. Nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn đóng chặt cửa lòng mình lại, thì làm sao chúng có thể bước vào trong đời sống của mình? Chúa Giêsu không bao giờ tự tiện để bước vào trong tấm lòng của chúng ta nếu chúng ta không mở cửa lòng mình ra. Nhưng mà khi chúng ta mở cửa lòng mình ra, mời Ngài bước vào, thì Ngài sẽ bước vào đời sống của mình. Và khi Ngài bước vào trong đời sống của mình thì điều gì sẽ xảy ra? Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của mình, để từ đó quý vị sẽ kinh nghiệm được quyền năng đổi mới trong tâm lòng của mình, trong đời sống của mình. Tấm lòng của chúng ta khi không có Chúa ngự thì tấm lòng đó rất là xấu xa, rất là gian ác. Và Đức Chúa Jeremy đã cho chúng ta biết trong Jeremy đoạn 17 câu 9: lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được, nếu mà chúng ta không có Chúa trong đời sống của mình thì lòng của chúng ta dối trá và xấu lắm. Không ai có thể chấp nhận được, không ai có thể đến gần được, bởi vì tấm lòng đó nó quá là xấu xa, rất là gian ác. Nhưng mà khi Chúa Giêsu ngự vào đời sống của mình thì Ngài sẽ biến đổi tấm lòng đó trở nên một tấm lòng trong trắng, một tấm lòng mới, một tấm lòng chân thật. Ước ao rằng mỗi một con cái của Chúa khi dự Giáng sinh, chúng muốn tấm lòng của mình phải thật sự để cho Chúa ngự vào. Và khi Chúa ngự vào thì đời sống của chúng ta được thay đổi mới. Tôi biết rằng có nhiều người ngày hôm nay mây danh là những cơ đốc nhân, nhưng mà tấm lòng đầy hỗn hay những thường ô uế, những điều bất ý. Trong những ngày qua khi dự lễ kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa tại đây, tôi cũng có biết rằng có một số cơ đốc nhân khi tôi đứng gần mình còn một thuốc lá nồng nặc. Khi mình đến nhà của Chúa mà mình cái tấm lòng mình, cái đời sống của mình còn những ô uế bất biết như vậy, làm sao chúng có thể ngự vào được? Rồi có một người trong khi chờ để gì, để sắp ghế đi ra ngoài, mất gói thuốc. Tôi thấy tôi rất là buồn, tôi rất đau lòng. Khi mà mình mang danh là một cơ đốc nhân mà mình còn có những điều đó thì làm sao cái tấm lòng mình Chúa có thể ngự vào? Cứ ao rằng mỗi một con cái của Chúa khi dự để cái nhìn sự Giáng sinh của Chúa, hãy dâng lòng mình cho Chúa đi. Chúa muốn mình phải dâng cái lòng mình để từ hôm nay Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của quý vị, tấm lòng của quý vị. Sức của chúng ta không thể làm được, nhưng mà cái quyền năng của Chúa đụng chạm vào thì tấm lòng đó, từ tấm lòng ô uế, tấm lòng bất kiết, tấm lòng xấu xa, tấm lòng hung dữ, Chúa sẽ biến đổi nó, sẽ trở nên một tấm lòng mới, một tấm lòng hay thành trong. Điều thứ hai, chúng ta phải để Chúa Giêsu cai quản và hướng dẫn đời sống của mình. Chúa bước vào rồi, nhưng mà mình phải giao cái quyền cai quản cho Ngài, chứ không phải là chúng ta cai quản. Cái tấm lòng của chúng ta có một cái ngai, nhưng mà ai cai trị cho cái ngai đó? Chứ con cai của Chúa. Nếu Chúa Giêsu cai quản đời sống mình thì đời sống của chúng ta sẽ
tốt đẹp. Nhưng mà nếu mình còn cái quản đời sống mình, cái tôi nó còn mờ chứ ngay lòng, thì cái tôi đó nó sẽ hướng dẫn chúng ta làm những việc xấu đó. Cái tôi nó sẽ làm cho chúng ta làm những việc tối tăm, có những hành động tôi dẫn đến những sự phạm tội. Vì vậy chúng ta cần phải trao cái ngay lòng của mình để Chúa cai quản và hướng dẫn đời sống của mình. Ngài sẽ vui lòng khi chúng ta dâng ngay lòng của chúng ta cho Chúa. Khi Ngài cai quản cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ luôn đi trong sự sáng, làm những việc đúng, nói những lời chất đạo, sống một đời sống ngay thẳng. Đó là điều mà chúng ta cần phải nghĩ lại trong những ngày qua. Ai là người đã cai quản đời sống của mình? Chúa hay là cái tôi của mình? Hãy hạ bệ cái tôi xuống để Chúa Giêsu là Đấng Thánh Emmanuel cai quản và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Rồi điều tiếp theo, chúng ta phải tiếp tục ở trong Ngài. Có nghĩa là chúng ta tiếp tục giữ mối tương giao với Chúa, chúng ta sống trong từ hiện diện của Chúa, chúng ta phải kính yêu Chúa hết lòng, thì Ngài không bao giờ lì bỏ chúng ta đâu. Ngài sẽ ở với chúng ta và ở như thế nào? Trong Ma-thi-ơ đoạn 28, Ngài sẽ ở với chúng ta luôn cho đến tận thế. Chúng ta cảm tạ ơn Ngài. Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta, không bao giờ lì bỏ chúng ta. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ở trong Ngài, giữ mối tương giao với Ngài một cách tốt đẹp, sống trong sự nhìn của Chúa và yêu cái Chúa hết lòng, chắc chắn rằng Ngài không bao giờ bỏ chúng ta đâu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đã đánh mất mối tương giao với Chúa, chúng ta không còn yêu cái Chúa nữa. Và nếu chúng ta không giữ mối tương giao với Chúa, không yêu kính Chúa, thì chúng ta sẽ sống sai tật những gì mà chúng ta dạy. Nên nhiều khi lâu lâu cái đầy tớ của Chúa nghe những chuyện này không hay trong hội thánh của Chúa, có những con cái của Chúa có những hành động sai, có những việc làm sai. Nhưng mà nhiều khi đầy tớ Chúa đến nói với những người như vậy, họ không có chấp nhận, họ không sửa đổi. Nhiều khi họ có những lời nói làm tổn thương đầy tớ Chúa. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta sống như vậy thì làm sao Chúa tiếp tục ở với chúng ta được? Cho đến khi nào chúng ta thật sự ăn năn tội của mình, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta phạm tội rồi chúng ta tiếp tục nhớ nhau cái tội lỗi rồi Chúa tiếp tục ban phước chúng ta, không bao giờ. Cho đến khi nào chúng ta phải giải quyết vấn đề tội lỗi của mình thì Chúa mới tiếp tục ở với chúng ta và ban phước cho chúng ta. Còn những gì mà chúng ta làm được là bởi sao? Bởi sức riêng của mình, bản năng của mình thôi. Chúng ta nhớ rằng khi mà ai can phạm tội, chỉ một mình ai can phạm tội mà cả gia đình của ông bị liên đới luôn. Hội thánh Chúa tại sao mất phước? Bởi vì nhiều con cái Chúa phạm tội, không ăn năn tội, tiếp tục sống trong tội lỗi thì Đức Chúa Trời làm sao có thể ban phước cho hội thánh của Chúa một cách dồi dào? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta thì Chúa sẽ tiếp tục ở với và ban phước cho chúng ta một cách dồi dào, không thể tiếc một điều gì cả. Nên ông đã biết ông kinh nghiệm Chúa không? Khi mà ông sống đúng với lời Chúa thì sao? Phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi. Khi mà mình yêu mến Chúa, kính sợ Chúa thì phước của Chúa sẽ chạy theo chúng ta chứ không phải chúng ta chạy theo phước. Nên còn cái Chúa phải kinh nghiệm điều đó cho cuộc đời của mình, để chúng ta sẽ là những người được Chúa ban phước khi chúng ta còn sống ở trên đất này. Điều thứ ba lớn, mục đích Ngài ở cùng chúng ta. Mục đích thứ nhất, Ngài ở với chúng ta là để giải bày Đức Chúa Cha cho chúng ta biết. Không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta có thể biết được Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Ngài sống trên đất này 33 năm. Ngài là một con người như chúng ta vậy. Và tất cả những gì Chúa Giêsu làm, chúng ta biết Ngài làm như vậy thì Đức Chúa Cha cũng làm như vậy. Hình ảnh của Chúa Giêsu bày tỏ một Đức Chúa Cha cho chúng ta biết trong Giăng đoạn 1 câu 18. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Muốn biết được Đức Chúa Cha, hãy tìm hiểu Chúa Giêsu, hãy tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ biết được Đức Chúa Cha. Nếu Chúa Giêsu không giáng sinh thì chúng ta không thể nào hiểu được Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không tin Chúa Giêsu thì chúng ta cũng không thể nào hiểu được Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa Giêsu, làm theo những gì Chúa Giêsu đã làm thì chúng ta sẽ biết được Đức Chúa Cha của chúng ta. Do đó chúng ta có thể biết được những gì Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Con. Bởi vì Đức Chúa Cha vô hình, nhưng mà chúng ta có thể biết được bởi vì sao? Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến thế gian này, Ngài là ảnh tượng của Đức Chúa Cha. Do đó là con cái của Chúa muốn hiểu được Đức Chúa Cha như thế nào trong đời sống của mình, qua những công việc mà Đức Chúa Cha làm, thì qua Chúa Giêsu cũng là biết hết. Nhiều người nói rằng không thấy thì sao tin, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, chúng ta đến với Ngài bởi đức tin. Có những việc chúng ta không thấy mà chúng ta cũng phải tin. Chúng ta không thể nào giải quyết bằng cái lý trí của mình được, nhưng mà mình giải quyết bằng đức tin của mình thì chúng ta sẽ thấy được những điều chúng ta tin là đúng đắn. Có nhiều con cái của Chúa đang ngồi đây, tôi biết rằng có nhiều người chưa bao giờ đến nước Mỹ, nhưng mà khi hỏi với người kinh ra nước Mỹ thì nó tin chứ. Nhiều người khi chúng ta đến và làm chứng cho họ thì sao? Họ nói rằng sao? Tôi thấy Chúa tôi mới tin. Nhưng mà Chúa nói sao? Phước cho những kẻ không thấy mà tin. Mình không thấy Chúa mà mình tin thì mình là người có phước. Có những việc chúng ta không thấy, nhưng mà qua vũ trụ này, qua những đời sống được biến đổi này, chúng ta thấy được quyền năng của Chúa. Với những người không thể nào mình thấy chấp nhận được, vì đời sống thì nó quá là tệ, quá là xấu xa. Nhưng mà sao? Vì để với Chúa tin nhận Chúa, Chúa biến đổi cuộc đời ở lạ lúc lắm. Nhưng mà mình phải tin thôi. Quý con thưa Chúa, có biết trong những trong năm 2018 này, ban đại diện Tin Lành thành phố có làm cái nhà tình thương để gì? Để cho những người nghiện ngập ma túy đến những ngôi nhà đã ở, và ở tại quận 9 chính quyền thấy những người này được thay đổi, không có tin đâu, họ mời y tế tới rồi lấy máu xét nghiệm, bây giờ không còn cái ma túy trong mi máu của họ nữa. Quyền năng của Chúa đã đụng chạm, đã tiến độ những con người này, không ai có thể chấp nhận. Nhưng mà vì đến với Chúa, đến với hội thánh của Chúa, những ngày tới Chúa đã cứu mang để giúp đỡ họ, và từ đó chúng ta biết rằng họ đang bày tỏ được sự sáng của Chúa ở trong đời sống. Mục đích tiếp theo Ngài ở cùng chúng ta để chết hết tội cho chúng ta. Chúng ta biết rằng không có một vị vua nào sẵn sàng để chết cho một công dân của đất nước của mình đâu. Nhưng mà vua trên thiên đàng là Chúa Chúa Giêsu, Ngài đến với thế giới của con người, và mục đích Ngài đến cái gì? Để chết thế tội cho cả nhân loại. Không ai có thể làm được điều đó. Và đặc biệt nếu không bởi tình yêu thì Chúa Giêsu cũng không thể đến để cứu con người. Nhưng mà bản chất của Ngài là yêu thương, nên Ngài sẵn sàng đến thế gian này và chết thế tội cho cả nhân loại. Giăng nhất đoạn 4 câu 9 cho chúng ta biết, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai có một ngày đến thế gian, rằng chúng ta nhờ con mà được sống.
Ngài và tình yêu, bản chất của Ngài là yêu thương, nên Ngài sẵn sàng đến thế gian này để chết hết tội cho chúng ta. Khi mình làm, mình có tội, mình phải chết vì tội của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài đã gánh lấy tất cả tội của nhóm loài này, hàng tỷ người. Và khi ai bằng lòng giao tội của mình cho Chúa Giêsu thì Ngài sẽ sẵn sàng gánh lấy tất cả. Thế nhưng nhiều người vẫn không chịu giao cái tội của mình, thì làm sao mình được tha tội ấy? À, trong những ngày qua chúng ta thấy có những cái đại án trên đất nước của mình à. Có người thì trung thân, có người thì tử hình. Giả sử những người bị tội tử hình đó, có một người sẵn sàng đến cái gì mang đến bản án cho họ, thì chúng ta nghĩ rằng họ có sẵn sàng họ giao cho người đó cái bản án mà mình sẽ bị tử hình thì mấy chắc chắn là họ cũng sẵn sàng họ giao liền. Nhưng mà nhiều người ngày hôm nay Chúa Giêsu đã giáng sinh hơn 2000 năm rồi, Ngài muốn gánh thế tội cho chúng ta, nhưng mà nhiều người không muốn giao cái tội của mình cho Chúa mang, nên nhiều khi chết trong tội lỗi rất là uổng phí. Chúa Giêsu giáng sinh để gì? Ngài gánh thế tội cho chúng ta, mà nhiều người vẫn thờ ơ, vẫn lạnh đạm đối với tình yêu của Ngài. Tôi ước ao rằng có thân hữu nào buổi sáng hôm nay tham dự trong tiền giờ tội của Chúa, mình nhận biết mình là một tội nhân đến với Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ sẵn sàng gánh hết tội cho quý vị. Quý vị không phải chết trong tội lỗi nữa, nhưng mà được Chúa tha thứ mọi tội cho mình. Và khi quý vị qua đời này, quý vị sẽ được ở với Chúa. Mình có tội, mình không thể bạc thiên đàng, nhưng mà đấng vô tội đã gánh hết tội cho chúng ta rồi. Và nếu chúng ta qua đời thì chúng ta sẽ được vào thiên đàng, bởi vì đấng gánh thế tội chúng ta đã xóa sạch mọi tội của chúng ta. Dầu tội của quý vị đã như son, đã như hồng điều, thì Chúa Giêsu Ngài sẽ phiếu trắng trở nên trắng như tuyết, trắng như lông chim. Ngài không bắt tội chúng ta nữa. Vấn đề chúng ta có sẵn lòng để giao tất cả những tội lỗi của chúng ta cho Ngài. Điều thứ ba, Ngài đến thế gian này, mục đích của Ngài là cứu chuộc chúng ta. Công vụ đoạn 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Ở trên thế gian này không có một người nào có thể cứu chúng ta từ chết mà qua sống được. Bởi vì cái chết chủ trên thế gian này, ai cũng chết và nằm đó, mồ mả xương cốt họ toàn đó. Nhưng chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đến thế gian này, Ngài chết và đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Nên Ngài có quyền cứu chuộc chúng ta khỏi sự chết, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì vậy, khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, chúng ta không sợ sự chết nữa, bởi vì Ngài sẽ cứu chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Chỉ có một mình Chúa Cứu Giêsu mới dám tuyên bố điều này. Không ai trên thế gian này tuyên bố được điều đó. Ông Phật Thích Ca cũng nói sao? Ta không phải là chân lý, ta đã đi tìm chân lý trước khi ông qua đời, nói với đồ đệ của ông. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài nói với tất cả các môn đồ của Ngài và cho chúng ta ngày hôm nay, ta là đường đi, là chân lý, là sự sống. Ai đến với Chúa thì người đó sẽ được sống. Mặc dầu đã chết rồi, là chúng ta thấy quyền năng của Chúa. Từ một người tưởng rằng là chết, nhưng mà đến với Chúa, Chúa cứu. Cứu có nghĩa là từ cái linh chết về tâm linh. Khi mình tin nhận Chúa Giêsu,
hình mình được Chúa khiến được sống lại một phần ban trên đó, để từ đó chúng ta có thể tương giao trò chuyện với Đức Chúa Trời. Nên ngày trước khi quý vị không biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay quý vị tin nhận Chúa thì quý vị kêu cầu Chúa. Khi quý vị có vấn đề gì, quý vị đến với Chúa kêu cầu với Ngài, Ngài đáp lời cho quý vị. Rồi Ngài ban bình an cho chúng ta. Chúa Giêsu Giáng Sinh, Ngài ban bình an cho cả nhân loại này. Có ai ở trên đời này có thể ban chúng ta sự bình an không? Sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta hết sức là kỳ diệu. Bình an trong tâm hồn. Chúng ta thấy khi mà những con cái của Chúa tin Chúa, sống trong thời mà Hoàng đế Nero khai trị, ông Hoàng đế thì rất là gian ác. Ông bắt những người tin Chúa Giêsu bỏ vào trong ngục, rồi bỏ vào trong hang sư tử, giết những người tin nhận Chúa. Nhưng mà khi mà bỏ vào trong đấu trường rồi thả sư tử ra để sư tử vồ xé ăn thịt những cơ đốc nhân, thì cái cơ đốc nhân này họ hát trả lời Chúa, họ không sợ hãi mà họ rất là bình an. Rồi những người khác thì sao? Bị âm đốt sống, thiêu sống, nhưng mà họ cũng không sợ và họ vẫn bình an hát ca ngợi Đức Chúa Trời khi họ đối diện với sự chết. Và một nơi đó bảo Chúa đi thấy cái cơ đốc nhân vẫn không sợ hãi cái sự chết, và điều đó đã ám ảnh đời sống của ông, làm cho ông điên lên, bởi vì ông muốn tiêu diệt cái đốc giáo nhưng không thể nào được, bởi vì sự bình an của Chúa ngự trị cái đời sống của những người tin nhận Chúa thì họ không hề sợ chết. Đối với họ, sự chết là cánh cửa mở ra để họ bước vào thiên đàng, họ ở với Đức Chúa Trời. Những người không có Chúa trong đời sống thì họ sống đầy sự bất an, và sự bất an này không chừa thành phần nào cả. Chúng ta thấy ngày hôm nay người nghèo vốn có sự bất an của người nghèo, sợ rằng ngày mai không có gì cả nên họ sống bất an. Người giàu cũng sống trong bất an, bởi vì sao? Sợ tiền của mình mất đi, sợ trộm cướp vào trong nhà mình trong ban đêm, họ cũng bất an lắm. Rồi những người mang hối lộ cũng bất an lắm, bởi vì không biết ngày nào mình sẽ bị bại lộ trước luật pháp. Rồi những người có chức quyền cũng bất an, bởi vì không biết ngày nào mình sẽ bị mất chức tài. Nhưng đối với một người tin nhận Chúa thật sự thì có lời hứa của Đức Chúa Giêsu đối với chúng ta trong chương 14:27: Ta đã sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Vâng, trong đêm Chúa Giêsu Giáng Sinh, những người chăn chiên đã nhận được sự bình an của Chúa Giêsu, và họ đã trở về, họ làm sáng nhân dời khen Chúa Trời. Sự bình an của Chúa bắt đầu cai trị trên đời sống của họ, và cái sự bình an của Chúa cai trị trong đời sống của những người tin nhận Ngài thì sự bất an sẽ bị đẩy lùi đi. Chúng ta biết rằng khi sự bất an mà cai trị thì chúng ta sẽ sống trong sợ hãi nhiều. Nhưng mà sự bình an cái thì chúng ta thì sao? Sự bất an sẽ bị đẩy lùi, nó không còn tác dụng trên đời sống của những người thật sự tin nhận Chúa nữa. Chúng ta biết rằng trong những năm mà đất nước chúng ta đổi tiền, nhiều người giàu họ bị mất của, họ điên lên vì mất tài sản quá nhiều. Cũng có nhiều con cái Chúa cũng bị mất tiền nhưng mà vẫn không bị điên, bởi vì sao? Họ tin tại nơi Đức Chúa Trời, họ biết rằng những gì Chúa ban cho, Chúa lấy đi cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, tiếp tục sống thờ phượng Đức Chúa Trời. Nên chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa. Sự bình an mà Chúa ban cho thế giới là sự bình an thật.
nên tin sứ báo tin cho các một lần trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh là sáng. Luca đoạn 24:7 sáng đêm Chúa trên các tình trời nó cao bên ai dưới đất ông chặt cho lòng. Vâng, sự giáng sinh của Chúa mục đích này giáng sinh là ban ơn cho chúng ta, ngày ban ơn để chúng ta có thể hầu việc ngài, ngày ban ơn để chúng ta có thể sống để làm sáng danh Chúa giữa thế gian này. Ngài ban ơn không phải để chúng ta sử dụng cho mục đích riêng của mình, nhưng mà ngài ban ơn cho chúng ta để chúng ta gây dựng đức tin cho chính mình, chúng ta hiệp một với nhau, chúng ta mở mang công quyền của nhà Chúa. Ơn mà Chúa ban cho đó là ơn để sử dụng và trong công việc nhà Chúa để làm sáng danh Chúa. Chúng ta biết rằng có một số người khi được Đức Chúa Trời ban ơn, nhưng mà sau đó mà sử dụng cái ơn đó cho mục đích riêng để làm sáng danh mình, nên là cuối cùng mất ơn. Nhưng mà người nào biết sử dụng cái ơn đó để tôn cao danh Đức Chúa Trời, hạ mình kiên nhường để tôn cao danh Chúa, thì cái ơn đó Chúa tiếp tục ban cho chúng ta để chúng ta có thể dùng cái ơn đó đi nơi này nơi kia để gì, để tôn cao danh Chúa. Nên nhiều con bạn của Chúa kinh nghiệm được ơn mà cái Chúa ban cho mình, mặc dầu cái ơn Chúa ban cho mình đó chỉ một vài ơn thôi, nhưng mà khi chúng ta biết sử dụng cái ơn đó đúng mục đích Chúa ban cho thì nó sẽ trở nên ích lợi cho công việc Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cùng và ban phước cho tất cả những con cái của mình, để khi chúng ta đến từ giáng sinh kỷ niệm sự giáng sinh của Ngài, chúng ta thấy được sự giáng sinh của Chúa tâm thiết cho đời sống của chúng ta, để chúng ta thấy được đời sống của mình trong những ngày qua thiếu cái điều nào, chưa để Chúa cai trị đời sống mình, hãy nói với Chúa, xin Chúa thăm viếng, xin Chúa ban ơn, xin Chúa giúp đỡ con để con thật sự nhường cái ngày lành của con cho con Thánh Emmanuel ngự vào cai trị hướng dẫn con, để từ đó con có thể sống một đời sống kết quả cho Chúa, và từ đời sống của con đem lại phước hạnh cho gia đình của con. Chúng ta biết rằng có nhiều con cái của Chúa tin Chúa một mình, nhưng mà họ biết bày tỏ Chúa cho gia đình của mình, cho bạn bè của mình, rồi họ đem nhiều người về với Chúa. Tôi cũng ước ao rằng từng con cái của Chúa có mặt ở tại đây cũng sẽ sử dụng ơn, sử dụng đời sống của mình, sử dụng những gì Chúa ban cho để kết quả cho Chúa, để mùa Giáng sinh chúng ta qua đi, chúng ta thấy được phước hạnh của Chúa sẽ tuôn đổ cho chúng ta khi chúng ta để con Thánh Emmanuel thật sự cai trị đời sống của chúng ta. Cầu xin Chúa ở cùng một ban phước cho chính mình tôi cũng như toàn thể với con cái của Chúa, để chúng ta không đánh mất ơn của Chúa, mà chúng ta sẽ tiếp tục sống trong sự bình an, sống trong hy vọng để chúng ta gặp lại Chúa của chúng ta trong ngày mai. Bởi vì có thể Chúa Giêsu của chúng ta trở lại trong mùa Giáng sinh nữa đó quý con cái của Chúa. Nếu chúng ta không dọn lòng mình thì cũng có thể chúng ta bị bỏ lại nữa. Xin Chúa ở cùng ban phước cho tất cả chúng ta. Amen.